anh ơi, đứa bạn nào ở trong đi, mấy em đứa bạn nào ở trong đi. Đây, lên tầng 3 thì nó bốc như này. Đấy, tầng 3 bốc. Đứa bạn hết ở trong đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.